Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hồn Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, comment cảm xúc của các bạn ở phía dưới và bình luận Rồi trước khi vào đến câu chuyện Thì cũng Năm cũ cũng sắp qua, năm mới cũng rất đến, sắp đến Thì mình cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả mọi người Đang ở kênh của mình Chúc tất cả các bạn một năm mới an khang, hạnh phúc, bình an Thật nhiều sức khỏe Để cùng đồng hành với mình trong một chặng đường dài nữa Rồi chúng ta cùng nhau đến tập của ngày hôm nay Tập 28 Nhưng người đàn ông trung niên Lại hoảng loạn đến nỗi Không biết phải làm sao Quay đầu đến chừng mắt với độc đạo trường Ông làm ăn kiểu gì thế này sau bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng hơn. nếu mẹ tôi có bất chắc gì, tôi được vỡ cái bảng hiệu của nhà của ông. đồng đạo trưởng không tức giận cũng không nói cái gì, nhưng bà lão đang nôn mửa lại túm lấy người đàn ông trung điền nói: mày, con, con ơi, mẹ, mẹ sao thế? mẹ mẹ nói đi, mẹ mẹ cứ nói đi. người đàn ông trung điền đã bật khóc mà bà lão kia lại cố gắng thở gấp mấy hơi bình tĩnh bắt đầu trở nên ổn hơn bà ấy lau lau miệng mẹ không có việc gì bây giờ bây giờ mẹ đỡ hơn nhiều người đàn ông trung niên vừa nghe được lời này lập tức vui vẻ mẹ mẹ có thật sự ổn không mẹ ổn rồi còn còn không mau đi xin lỗi sư sư phụ đi cái tính xấu này của con bảo mãi không có bảo mãi sao lại không có vợ. Giờ phút này không chỉ có người đàn ông trung niên, cả tôi và Phong Tuyết Hàn đều đã bình tĩnh lại. Cách của độc đạo trưởng quả nhiên là rất tuyệt. Đối với loại bệnh hiểm nghèo không biết tên này, ông ấy không cần xét nghiệm, không tiêm, cũng không có ảnh chụp thì chỉ dùng kim châm là có thể chữa trị. Hơn nữa, hiệu quả còn rất nhanh. Ý thuật này quả thực không thể chê nổi, như là hoa đà sống lại người đàn ông trung niên cũng chỉ là một người nhà quê tính tình thẳng thắn vừa rồi tuy rằng ông ta có đe dọa độc đạo trường nhưng lúc này lại xin lỗi độc đạo trường rất chân thành hơn nữa ông ta còn cảm ơn cứu mạng của độc đạo trường độc đạo trưởng cũng không để ý chỉ vất vất tay không có việc gì lát nữa tôi sẽ cư đến thêm vài loại thuốc sau khi trở về anh nhớ đun cho mẹ anh uống là được. Người đàn ông trung niên kia liên tục nói cảm ơn. Ông ta vui mừng đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt độc đạo trường. Nhưng lúc này, độc đạo trưởng đã đi tới trước mặt bà lão rồi nói. Chị gái này, gần đây chị có ân nhầm phải thứ gì không? Từ khi nào chị cảm thấy được thân thể mình không thoải mái như vậy? Bà lão nghe độc đạo trưởng do hỏi trần chờ một chút sau đó nói à, cái bà già này ngày thường cũng không ăn mấy thứ lung tung chỉ ăn một chút rau dưa do nhà chồng mà thôi còn về việc thấy không thoải mái thì sáng nay tôi thấy hơi vắng đầu sau khi ăn cơm trưa thì tôi cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu độc đạo trưởng nghe đến đó im lặng một lúc ngay sau đó ông lại tiếp tục hỏi thăm trong hai ngày gần đây đặc biệt là bắt đầu từ tối hôm qua chị nghĩ lại cho cẩn thận xem thật sự là không ăn cái gì chứ hoặc là bụng đụng vào cái gì bà lão đã lớn tuổi phải suy nghĩ mất một hồi lâu sau đó bỗng nhiên mở miệng nói à đúng rồi chợ chạng vạng hôm qua lúc tôi đi cắt cỏ heo tôi thấy ăn mấy quả địa đầu ở trong núi cái gì Quả địa đầu." Độc đạo trưởng hoài nghi. Bà lão gật đầu. Ở ngoài trừ quả đó, cái bà già này thật sự không ăn cái gì khác nữa. Quả địa đầu này là trái cây của một loại thực vật thân cỏ ở chỗ chúng tôi, mọc trên mặt đất, màu đỏ, vị hơi ngọt. Nhưng thứ này căn bản không có độc, khi còn nhỏ tôi cũng thường xuyên chạy vào núi hái ăn. Kết quả, bà lão vừa dứt lời, người đàn ông trung niên cũng mở miệng nói mấy ngày nay con cũng ăn quả địa đầu cơ mà mà có việc gì đâu mẹ hay là mẹ ăn nhầm nấm độc ở trong núi rồi bà lão lại lắc đầu khẳng định mình chỉ ăn quả địa đầu còn lại chỉ ăn rau dưa do nhà chồng tôi đứng bên cạnh thấy hỏi mãi cũng chẳng hỏi ra cái thông tin gì cũng không quan tâm nhiều nữa dù sao độc đạo trưởng cũng đã chữa hết bệnh rồi Giờ để hai mẹ con kia về nhà Và nhắc nhở chú ý vệ sinh Chắc cũng ổn thôi Nhưng nào ngờ độc đạo trưởng rất để ý tới chuyện này Thấy hỏi mãi không có được Ông ấy liền nói Về đi Tối nay tôi đi xem hai người về nhà Nhất định phải điều tra ra nguyên nhân của việc này Tránh để bệnh này nguy hiểm Lại phát tán ra Đêm nay đi luôn Gấp như vậy hay sao bà lão và người đàn ông trung niên cũng rất kinh ngạc nhưng cảm thấy đây là vì muốn tốt cho mình nên cũng không nói gì. phong tuyết hàn hỏi mấy câu với sư phụ. sư phụ trời đã sắp muộn thế này sư phụ thật sự muốn đi luôn trong tối hả? kết quả độc đạo trưởng lại lộ ra sắc mặt rất nghiêm túc đúng vậy tối nay đi luôn sư phụ còn muốn đem nó về. vừa nghe thấy độc đạo trưởng muốn mang nó về tôi lập tức nổi lên sự hoài nghi đi điều tra nguồn gốc của độc tính mà thôi. Sao còn phải mang cái cây đó về làm cái gì? Để có phải là đi bắt quỷ đâu. Nhưng vừa nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng vang lên một tiếng lột bột. Mang cái cây kia về, tối nay phải đi ngay. Thái độ của độc đạo trưởng còn nghiêm túc đến như vậy. Chuyện này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có gì đó không ổn. Độc đạo trưởng nói như vậy, thật là có ẩn ý. Lúc này tôi liếc nhìn độc đạo trưởng một cái, phát hiện độc đạo trưởng đang cau mày, cho nên tôi định hỏi thử một câu. Độc tiền bối, có phải có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay không? Tôi hỏi rất mơ hồ, nhưng độc đạo trưởng lại nghe hiểu. Ông ấy khẽ gật đầu nói với tôi. Tôi không có dám xác định, nhưng nhất định là có chuyện. Ngày đến đó, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Khá lắm, Chuyện này quả nhiên không được bình thường. Tuy rằng tôi không biết độc đạo trưởng đã phát hiện ra cái gì, nhưng trong đó tất có vấn đề, hơn nữa còn liên quan đến một chuyện mà người thường không thể giải quyết nổi. Chỉ là hai mẹ con kia đang ở đây nên độc đạo trưởng không tiện nói rõ ràng. Phòng Tuyết Hàn cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người chúng tôi, sắc mặt cậu ta cũng trầm xuống. Cậu ta không hỏi nhiều, mau chóng đi thu dọn đồ đạc trong phòng tuy rằng trong lòng tôi vẫn chưa có nắm rõ tình huống nhưng chuyện đã xảy ra đương nhiên không thể mặc kệ nó cho nên tôi nói với độc đạo trưởng độc tiền bối con về đổi đôi giày cái ông đợi con một chút độc đạo trưởng gật gật đầu không có nói gì sau đó tôi chạy vội về hướng cửa hàng của mình sau khi về nhà tôi mạnh mà nhạy mau chóng thay giày thập cho bộ dung ngôn một nén nhang rồi lập tức quay lại bách thảo đường trong lúc chờ đợi độc đạo trưởng đã chuẩn bị xong xuôi tôi vừa quay lại chúng tôi lập tức đi theo hướng của đôi mẹ con kia về nhà của họ hai mẹ con này còn ngại ngùng bảo chúng tôi quá khách khí còn nói chúng tôi là những thầy thuốc có tấm lòng bồ tát trời đã tối còn quan tâm tới sức khỏe khỏe của bọn họ tới tận nhà họ để điều tra nguyên nhân lại còn không có thu tiền nhưng tôi biết rõ đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài mặt thôi nhất định là độc đạo trưởng đã phát hiện ra điều gì đó hơn nữa còn liên quan tới một số đồ vật không sạch sẽ chứ không có đơn giản chỉ muốn tìm nguyên nhân của chất độc nếu không ông ấy sẽ không gấp đến như vậy cũng sẽ không vội vã mà lên đường hơn nữa còn đi suốt đêm để theo họ trở về cho nên, nhân lúc hai mẹ con nhà kia không chú ý, tôi nói nhỏ với vòng Tuyết Hàn đang ở bên cạnh. Này, Lão Phong, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Phong Tuyết Hàn nghe tôi hỏi, liếc vội hai người ở trước rồi nói thầm với tôi. Ê, sư phụ nói rồi, bà lão này bị người ta hạ, mưu cổ. Tùy đã đoán ra bà lão này gặp phải chuyện gì những nghe rằng chuyện này không phải là chuyện nhỏ nhặt bình thường đâu. Hơn nữa, rất có khả năng có liên quan đến những đồ vật không sạch sẽ. Nếu không, độc đạo trưởng cũng không lo lắng như thế. Hơn nữa, còn đi làm việc suốt cả đêm. Điều khiến tôi không thể ngờ tới là bà lão này thế mà lại chúng phải miêu cổ. Nói cách khác, những rắc rối mà bà lão này gặp phải còn khó giải quyết hơn cả những thứ đồ không sạch sẽ. Bởi vì kẻ sử dụng miêu cổ đều là người chứ không phải là quỷ. Hiển nhiên là bà lão này đã bị người ta nhắm tới âm thầm đầu độc. Nếu không gặp được chúng tôi, cho dù bà lão này có chết cũng không ai có thể tìm ra được nguyên nhân. Rốt cuộc thì thủ đoạn hạ miêu cổ này cũng không đơn giản như là ngộ độc thông thường hay là thả ra một con trùng thôi đâu. Bởi vì đa số những người nuôi cổ mà tôi biết đều là những đạo sĩ có đạo hạnh và pháp thuật cao thâm. Phải biết rằng miêu cổ này đã tồn tại từ thời cổ đại, trong giới này còn có rất nhiều có địa vị cao, hơn nữa cổ độc của mỗi người lại khác nhau. Người xưa sợ cổ, họ thường dùng từ vô cổ để miêu tả, coi đó là thứ không bình thường. Trước kia, tôi từng nghe sư phụ đã nói qua, ông nói, miêu cổ không giống như thứ mà mọi người hay nghĩ tới chỉ là việc nuôi con trùng đơn giản rồi âm thầm thả lên người khác đâu trong thực tế thì không phải là như vậy nếu tìm hiểu rõ ràng căn cứ gốc gác của thuật miêu cổ này kỳ thật nó còn là một nhánh của đạo gia chúng tôi bởi vì nguyên nhân địa lý và điều kiện sinh hoạt của từng địa phương họ dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo tín ngưỡng và thủ pháp làm phép của đạo gia chính thống cuối cùng dần dần trộn lẫn với thuật nuôi trùng hình thành nên tộc người miêu cương bao gồm các pháp sư truyền nuôi cấy trùng có độc để làm cổ sau này thông qua một số phương pháp đặc biệt thậm chí là các biện pháp tâm linh những pháp sư người miêu có thể điều khiển được trùng âm thầm giết chết người thời xưa rất nhiều vụ nhốm máu trong chốn cùng cấm đều có lưu lại dấu vết của miêu cổ người trong hoàng thất đều sinh ra ác cảm cho nên đã nghiêm khắc chỉ trích còn cho đây là thứ tà ma. Bởi vì thuật miêu cổ và pháp thuật chính thống của đạo môn không hợp nhau, chúng quá khác biệt mà hầu hết thuật miêu cổ dùng cho việc làm hại người, cho nên miêu cổ thường xuyên bị bài xích. Bởi vậy, hầu hết những người sử dụng thuật miêu cổ đều bị gọi là yêu nhân tà giáo. Cho dù tới tận thời hiện đại, mặc dù miêu cổ đã trở thành một môn phái riêng, nhưng vẫn có những người nuôi cổ làm việc thiện tích đức ở một nơi nào đó để giữ gìn sự bình an cho một vùng và họ cũng được người dân sống xung quanh vùng đó yêu quý và sùng bái dần dần họ cũng thẳng thắn đối mặt với huyết mạch miêu cổ của mình ví dụ như là miêu vương miêu nữ nổi danh trong vùng thậm chí họ còn được chùa miếu thờ phụng nhưng tới chỗ của chúng tôi tình hình thì lại khác bởi vì tín ngưỡng khác nhau, phạm vi thế lực cũng khác nhau, cho nên hai bên gặp nhau vẫn sẽ đối đầu rất gay gắt. Hơn nữa, tình huống trước mắt, có người nào đó đã sử dụng miêu cổ trong phạm vi thế lực của chúng tôi. Đã thế còn hạ độc lên một bà lão bình thường. Dù đứng trên góc độ của đạo gia hay đứng trên góc độ của một người bình thường, chúng tôi đều có lý do để đến gặp người này. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, tôi không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò Trước kia tôi có nghe qua Chỉ biết miêu cổ kỳ quái và thần kỳ Cổ trùng hung ác Mang chất độc cực mạnh Nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ Lần này tôi có thể đi theo Độc đạo trường trải nghiệm một chút Trong lòng tôi có chút trở mong Nhưng như đã nói Kể lần này chúng tôi đối mặt Rất có khả năng Chẳng phải ra dạng hiền lành tử tế gì có lẽ cũng giống như các thành viên trong tổ chức mắt quỷ, họ là một yêu đạo của vu môn. Những người này còn khó đối phó hơn cả lệ quỷ. Sau đó tôi và Phong Tuyết thản đi ở phía sau tán gẫu vài câu, chủ yếu là mấy chuyện có liên quan đến vu cổ. Phong Tuyết thản đã cùng với độc đạo trưởng phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Đương nhiên cậu ta cũng có một chút kiến thức về nguồn gốc của miêu cổ, miêu cương. Nhưng trong quá khứ, những nơi mà họ đi qua chưa từng gặp phải rắc rối gì Hơn nữa họ, họ còn từng Tới Vượng Hoàng Cổ Thành Để xem biểu diễn Cho nên Lão Phòng cũng không thể nói ra được nguyên nhân Tới tôi không thể hỏi ra tin tức gì quan trọng Độc đạo trưởng cũng không thèm nói gì Chúng tôi cũng chỉ đánh im lặng Tập trung mà đi đường Bà Lão và người đàn ông trung niên Đều mang họ phùng Nhà ở tại Phùng Gia Câu Cách thị trấn của chúng tôi nằm dặm Nơi đây không lớn, có 34 30 40 gia đình, hầu hết đều kiếm sống bằng nghề nông. Ở một ngôi làng miền núi xa xôi như vậy, đột nhiên xuất hiện dấu tích của miêu cổ, thật khiến cho người ta nghi ngờ. Bởi vì trời mưa, đường lên núi không dễ đi chút nào, hơn nữa có một bà lão ở bên cạnh, cho nên tốc độ đi đường của chúng tôi cũng đã chậm lại. Khi chúng tôi tới vùng gia câu, đã là 11 giờ tối. Người nhà quê đều ngủ rất sớm, lúc này đã khuya, trong làng đã tối om, không có một chút ánh sáng nào, có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Bên cạnh đó, ngôi làng còn nằm ở gần khe suối, vì vậy nó cũng sẽ chỉ có vẻ hơi lạnh. Lúc tôi đang mải mê nhìn xung quanh, độc đạo trưởng đang đi ở phía trước bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bà chị này, làng của các ngươi cũng yên tĩnh quá rồi đấy, không có ai nuôi chó hả? Vừa nghe thấy câu này, trong lòng tôi phát ra một tiếng lột bột. Đúng vậy, chúng tôi đã đi tới cổng làng rồi, sao một tiếng chó rùa cũng chưa từng nghe thấy đây? Nếu ở thành phố hay thị trấn thì chẳng nói làm cái gì, chó cảnh đều được yêu chiều như ông lớn trong nhà, đừng nói là rùa, trừ khi ăn cơm, còn những lúc ra ngoài đi dạo, nằm hay nằm ở trong ổ của nó, con chả có buồn động dậy. Phải biết rằng nơi này chính là nông thôn, ở thôn quê, vì để phòng trộm, hầu như nhà nào cũng có thói quen nuôi chó. Chúng đều là loại chó nhà khá lanh lợi và dễ nuôi. Tuy rằng loài này không ưa nhìn, đầu thì nhỏ và cũng không được thông minh cho lắm. Nhưng cái giống chó này lại có tính cảnh giác rất cao. Chỉ cần người thấy mùi người lạ sẽ rủa lên, rất phù hợp để canh trộm. Ngoại trừ người đàn ông trung niên và bà lão, ba người chúng tôi đều là người lạ. Cả ba chúng tôi đã đứng ở ngoài cổng làng lâu như thế rồi, nhưng vẫn không nghe được thấy tiếng chó sủa. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ ở trong làng này, mấy chục hộ dân mà chẳng có nhà nào nuôi chó hay sao? Nghĩ đến đây tôi nhìn về phía người đàn ông trung niên và bà lão đang đi đằng trước. Không đợi cho bà lão mở miệng, Người đàn ông trung niên kia đã thở dài. Ôi, đừng có mà nhắc đến chó làm cái gì nữa. Mấy ngày trước trong làng chúng tôi nhất định là bị trộm ghé thăm rồi. Hơn hai mươi mấy con chó trong làng đều đã chết hết. Một con cũng không có thoát nổi. Năm con chó vàng nhà tôi nuôi cũng bị người ta giết cả rồi. Cái gì? Chết? Hơn hai mươi con đều chết sạch. Tôi nghi ngờ hỏi lại. Bà lão cũng rất vẫn nộ nói tiếp. Còn không phải sao Một con cũng không có sống nổi Trường làng nói có khả năng Lũ chó bị người ta hạ độc Không ai dám ăn Đành ném hết vào hầm khí sinh học Để làm chất dinh dưỡng rồi Ngày đến đây Tất cả chúng tôi đều bất giác nhíu mày Đây là một điểm đáng nghi ngờ Nhưng bởi vì không có được nhiều manh mối Chúng tôi cũng không tiếp tục dò hỏi nữa Chỉ yên lặng ghi nhớ sau đó tiếp tục đi theo hai người họ vào trong làng. điều kỳ lạ là chúng tôi càng đi trùng sâu vào bên trong, không khí xung quanh càng lạnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua. phòng tới thàn nói nhỏ với tôi. ôi giời, cái làng, làng đấy có quỷ sao? cậu cẩn thận một chút đấy. sắc mặt của tôi trầm xuống, gật gật đầu cảnh giác nhìn lấy bốn phía. nhưng ngoại trừ những cơn gió lạnh ra tôi cũng chưa thấy thứ đồ dơ bẩn nào. Mà lúc này chúng tôi cũng đã tới nhà của bà lão và người đàn ông trung điên nọ. Đó. đó là một ngôi nhà đất cũ đã có chút hư hại. Đi vào trong sân, tôi nhìn quanh một lượt, không có gì đáng ngờ, cho nên chúng tôi chuẩn bị đi vào nhà. Chúng tôi vừa mới bước tới cửa, sắc mặt của độc đạo trưởng lại đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, đột nhiên ông ấy túm chặt lấy người đàn ông trung niên đang định mở cửa, sau đó vội vàng nói. Đừng nhúc nhích! Giọng nói của ông ấy vừa trầm vừa nghiêm túc, bỗng nhiên nghe độc đạo trưởng nói như vậy khiến chúng tôi đều ngây người, nhưng tất cả đều đứng yên tại chỗ, không có dám nhúc nhích. Độc tiền bối, có, có chuyện gì vậy? Tôi nghi ngờ hỏi, không dám di chuyển dù chỉ là một bước. Độc đạo trưởng nhíu mày nhìn chăm chăm vào vị trí trước mặt rồi nói: các người nhìn kỹ xem phía dưới mái hiên có thứ gì. Đột nhiên nghe thấy lời nhắc nhở của độc đạo trưởng làm cho chúng tôi đều không phản ứng kịp. Nhưng tôi chưa kịp nói chuyện, độc đạo trưởng đã nhắc chúng tôi nhìn lên mái hiên. Lúc đó tôi có hơi thắc mắc, độc đạo trưởng kêu chúng tôi nhìn lên mái hiên để làm cái gì chứ? Nhưng đọc đạo trưởng đã nói như vậy rồi, tôi hơi nghi ngờ khẽ nâng đèn pin trong tay lên, chiếu vào phía Mai Hiền. Nhưng chỉ vừa mới chiếu một cái thôi, tất cả chúng tôi đều biến sắc. Chỉ thấy dưới ánh đèn, bên dưới Mai Hiền, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu con trùng thân mềm màu đỏ. Đám cổ trùng kia giống như những con sâu bọ có chút to hơn bình thường, đều có màu đỏ hoặc đỏ sẫm. Lúc này bọn chúng đều đang bỏ dưới mái hiên, không ngừng nhúc nhích. Xa nhà, mái ngói, vách tường, tầng tầng lớp lớp, quấn vào một chỗ. Càng kinh khủng hơn là chúng vẫn đang ngọ ngoại, chen chúc nhau. Cảnh tượng này làm cho người thấy đều nổi gai ốc, dựng hết tóc gáy. Thật khiến cho người ta buồn đôn, thật đáng sợ. Sao phía dưới xà nhà lại có nhiều côn trùng như vậy còn lại là loại trùng màu đỏ không biết tên nữa nhưng rất rõ ràng thứ trùng màu đỏ này chính là thứ trước đây đã bị bà lão kia nôn ra rất có khả năng trước đó bà lão đã bị đám trùng này lây nhiễm bệnh ở đây sống trong thân thể cho nên mới xuất hiện tình trạng nôn mửa dĩ nhiên không có loại bò, người cố ý nuôi trùng ở đây cố ý muốn hại người trong nhà này trong lúc tôi đang kinh ngạc nhìn hết thảy những thú ở trước mắt này bà lão và người đàn ông trung niên kia đã quẹ một tiếng cả người liên tục lùi về phía sau bà lão sợ hãi tới mức suýt chút nữa thì ngất đi người đàn ông trung niên lại càng sợ hãi hơn trùng trùng nhà nhà tôi có trùng Sa, sao nhà tôi lại có nhiều trùng như vậy bà lão được tôi đỡ lấy sắc mặt trắng bệch lúc này cũng đã bật khóc là cái tên trời đánh nào thả nhiều chung vào nhà của tôi như vậy nhà tôi đã chọc ghẹo đến ai chứ sao, sao lại muốn hại nhà tôi như vậy Độc đạo trưởng nhìn thấy bà lão bắt đầu kêu khóc thì nói hi yeah. à trước tiên hãy khoan khóc đi giải quyết mọi chuyện cho nó xong đã bà lão nghe vậy chỉ đành che miệng khẽ khẽ thú tít người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt chùa xót yeah nhiều, nhiều chục như vậy nhỉ nhà tôi về sau cuộc của, của tôi còn có thể ở sao Độc đạo trưởng vỗ vào vai người của trung niên nếu như hôm nay chúng tại tôi đã đến thì sẽ giải quyết vấn đề này bây giờ các người đứng đợi ở bên ngoài đưa chìa khóa này cho tôi chúng tôi đi vào xem xét tình hình trước đã lúc này người đàn ông trung niên cũng không có chủ kiến Nghe độc đạo trưởng nói như vậy cũng chỉ biết ừ, rồi giao chìa khóa cho độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng nhận chìa khóa cũng không nhiều lời, căn bản không để ý đến đám trùng kia. Chê, cho dù bước đến bên cạnh cửa, sau đó cầm đèn vi ở trên tay, trực tiếp đi vào bên trong. Tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà gật đầu, cũng mở ra dù che mưa, nhanh chóng theo vào. Mặc dù trên đầu đầy những con trùng màu đỏ kỳ dị, nhưng cái sự tò mò đã làm chúng tôi càng muốn tìm tòi nghiên cứu hơn khi soi đèn pin vào phòng chúng tôi cảm thấy tê dại toàn thân nổi ra gà từng lớp lòng bàn chân tê buốt bởi vì chúng tôi phát hiện căn nhà này đã biến thành một ổ trùng nhìn xung quanh cả căn phòng đầy những con trùng màu đỏ chúng không ngừng luồn lách trong mọi ngóc ngách của căn nhà sàn nhà vách tường đồ đạc nóc nhà nó có ở khắp nơi bởi vì có rất nhiều trùng không ngừng ngọ quậy và ra những tiếng xì xì yếu ớt phía trên nóc nhà thì thỉnh thoảng còn có con trùng rơi xuống và vào cây dù che mưa phát ra âm thanh lục bột âm thanh này khiến cho người ta sợ hãi cảm giác vô cùng buồn nôn không thoải mái giống như tiếng móng tay cào vào thủy tinh vậy vô cùng bình thường tôi và phóng thứ hàn cả người đều đã cứng đơ, nhưng độc đạo trưởng lại hư lệnh một tiếng quả nhiên là sử dụng yêu cổ hại người nếu người của nhà họ phùng không đến cửa hàng của chúng ta thì đêm nay hai người nọ không ai có thể sống sót được nói xong độc đạo trưởng vô cùng tức giận đi về phía trước sau đó đẩy mạnh cửa phòng sau khi mở cửa phòng lấy đèn viên chiếu vào một cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi đã hiện ra. Trong phòng có rất nhiều trùng, trùng dày hơn đến 20 cm, chất thành đống dưới sàn. Sau khi soi đèn pin vào giường thì phát hiện trên giường đã trở thành ổ của trùng. Tầng tầng lớp lớp trùng xếp chồng lên nhau. Bọn chúng không ngừng ngoẹo ngoại trèo lên nhau, cảnh tượng đó vô cùng khó quên, vô cùng vô cùng kinh dị. Tôi và Phong Thuyết Hàn đều giữ người, nhiều trùng như vậy thật là kinh khủng đó nhỉ Đồng đạo trưởng nhíu mày thật chặt nhiều trùng như vậy ắt hẳn không phải là tự nhiên mà xuất hiện nhất định có người đang điều khiển nó đây điều khiển phong Tuyết hàn hỏi lại đúng vậy chỗ lợi hại của vu cổ miêu cương chính là chỗ này ngoài sự lợi hại của cổ trùng thì thứ hai lợi hại chính là thủ đoạn điều khiển từ xa nhưng trước mắt đạo hạnh của yêu nhân này không có đủ Không biết trong phòng không có người Chỉ biết thả ra vô số trùng vào trong phòng Độc đạo trưởng phân tích Ở phương diện này tôi và Phong Thuyết Hàn Rất biết Biết rất ít Hiện tại chỉ có thể nghe độc đạo trưởng an bài Ông ấy nói thế nào Thì làm theo như thế đó Cho nên tôi trực tiếp nói Độc tiền bối Ông nói như vậy Bây giờ chúng ta phải làm gì? Yêu nhân này quá độc ác rồi, điều khiển nhiều chúng như vậy. Độc đạo trưởng nhìn căn phòng mấy lần, sau đó mở miệng nói. Ở đây không có đầu mối nào, chúng ta rút lui ra ngoài trước đi đã. Gặp được một màn như vậy, bây giờ có một chút tò mò cũng biến mất rồi. Tôi đã muốn rời khỏi căn phòng này đầy trùng này từ lâu rồi. Lúc nghe thấy độc đạo trưởng nói như vậy, tôi cũng không muốn ở lại. Tôi và Phong Thuyết Hàn quay người lại, lập tức muốn rời đi. Nhưng trùng ở trong căn phòng này quá nhiều, tôi không thể nhìn thấy tình hình ở phía sau. Kết quả là khi hai chúng tôi quay lại, chúng tôi đã vô tình dẫm phải một vài con trùng. Chỉ nghe mấy tiếng chi chi, mấy con trùng bị chúng tôi dẫm chết ở dưới chân đã chảy ra một đống chất lỏng màu đen. Tôi và Phong Thuyết Hàn cũng không có trông coi việc này ở đây nhiều trùng như vậy Dẫm chết thì dẫm chết chứ Có cái cái có cái gì mà to tát đâu Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Một điều khủng khiếp đã xuất hiện Chúng tôi rất ngạc nhiên Khi nhìn thấy những con trùng Đang di chuyển chậm chạp Vậy mà lúc này lại náo động lên Điên cuồng ngọ ngoại Giống như đúc được tiêm máu gà vậy Âm thanh chi chi Yếu ớt trong Trước mắt đã trở thành lớn hơn Chúng tôi rất ngạc nhiên Khi thấy những con trùng đang di chuyển chậm chạp vậy Mà lúc này lại náo động lên Điên cuồng ngọ ngoại Giống như là được tiêm máu gà vậy Âm thanh chi chi yếu ớt Trong chớp mắt đã trở nên lớn hơn Đám trùng ở trên đầu Không ngừng rơi xuống Phát ra những tiếng bình bịch Trong chiếc dù che mưa Quan trọng hơn chính là Đám trùng kia trừ việc trở nên nóng nảy hơn thì tất cả đều bò về phương hướng của ba người chúng tôi. Nhìn thấy điều này, tôi và Phong Tuyết Hàn đều cả kinh. Không đợi hai chúng tôi có phản ứng, độc đạo trưởng ở sau lưng đã quát to một tiếng. Đứng ngay ra đó làm gì, chạy mau! Vừa nói ra lời này, độc đạo trưởng đã kéo tôi và Phong Tuyết Hàn chạy ra khỏi nhà. Kết quả vừa chạy được hai bước, cánh cửa vốn đang mở đã đóng sầm lại sau đó chúng tôi đã nhìn thấy đám trùng dày đặc nhanh chóng phủ đầy cánh cửa bịt kín lại ngoài ra đống trùng chất cao nửa mét ở trên giường đã đổ sập xuống vô số trùng đổ xuống kéo theo những con trùng ở xung quanh bắt đầu điên cuồng bò về phía ba người chúng tôi nhìn những con trùng màu đỏ bò dày đặc trước mắt cả ba chúng tôi đều trợn tròn mắt thậm chí còn tỏ ra hoảng sợ nhưng độc đạo trưởng lại hét lớn một tiếng chạy ra ngoài đừng để bị mắc kẹt để chết ở nơi này nói xong độc đạo trưởng dẫn đầu hướng về phía cánh cửa mà chạy tôi và phong tuyết hàn cũng không dám chậm chế tuy rằng có chút hoảng sợ nhưng chúng tôi vẫn vội vàng đuổi theo lúc này trên cánh cửa nhà phủ đầy trùng lũ trùng xung quanh không ngừng tiến về phía chúng tôi tình cảnh này thật là nguy hiểm mặc dù vậy, độc đạo trưởng cũng không sợ chút nào. khi đến cửa, độc đạo trưởng đột nhiên rơi chân đá một cái. tôi chỉ được nghe tiếng loang xoàng, cánh cửa đã bị độc đạo trưởng đá đá văng ra ngoài. mà những con trùng đó đã rơi xuống chân của độc đạo trưởng ngày càng nhiều hơn. khi những con trùng này tiếp xúc với chân của độc đạo trưởng, lập tức há mồm bắt đầu cắn xé ống quần của độc đạo trường. Độc đạo trưởng không có thời gian để ý tới cái lỗ trùng này. Ông ấy quát lên một tiếng chạy. Ngay sau đó, cơ thể của ông chợt đóe lên, lao thẳng ra khỏi căn nhà. Tôi và Phong Tuyết Hàn liên tục sử dụng dù che mưa để ngăn chặn những con trùng đang rơi xuống đầu. Sau đó chúng tôi cũng nhanh chóng lao ra ngoài. Ở ngoài sân, Di Phùng và anh Phùng đang đứng ở đó, thấy chúng tôi đi ra, Lũ trùng trong nhà cũng không ngừng bò ra ngoài, họ sợ hãi trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Độc đạo trưởng liên tục tóm lũ trùng trên đùi mình vứt bỏ đi, sau đó dẫm chết chúng. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng đám trùng đó rất tội hại, quần dài của độc đạo trưởng đã bị cắn thủng vài lỗ, cũng may ông ấy không bị thương đến da. Còn lũ trùng trong nhà, mặc dù chúng cũng ngoe ngoài không yên nhưng thật kỳ lạ là không có con nào bò ra khỏi nhà. Sư phụ, sư, sư, phụ không bị sao chứ? Phong Tuyết Hàn lo lắng hỏi. Độc đạo trưởng nhìn vào tầng tầng lớp lớp lũ trùng bò ngổn ngang trong nhà, sau đó nói. Không sao, bây giờ chúng ta phải đi tìm người thả trùng, nếu không chuyện này sẽ hỏng mất. Người đàn ông trung niên và bà lão đứng ở bên cạnh, nghe được lời nói của độc đạo trường, đều sửng sốt Dì Phùng nghi ngờ hỏi Thầy thuốc Ông nói cái lỗ trùng này là do người thả Độc đạo trưởng trịnh trọng gật đầu một cái Sau đó ông ấy nói với dì Phùng Không sai Lỗ trùng này là do người ta cố ý thả vào Dì Phùng và anh Phùng nghe được lời này Có vẻ vô cùng ngạc nhiên Người Người có người thả Người đàn ông trung niên không xác định được nên đã kinh ngạc và hoài nghi. Lúc này dì Phùng có vẻ rất kích động. Cái đồ trời đánh này, vì sao lại muốn hại hai mẹ con nhà chúng tôi chứ? Đốc đạo trưởng lên tiếng ngắt lời của bà ấy. Các người ngẫm lại cho cẩn thận đi, gần đây có đắc tội người nào hay không? Anh Phùng im lặng một lúc. Ngay sau ông ta tỏ vẻ trô sót, mở miệng nói. Chúng tôi đều là nông dân chân chất thật thà Cũng có đắc tội với ai đâu Thế anh Phùng và dì Phùng không cung cấp được thông tin gì Tôi quay sang nói với độc đạo trường Độc tiền bối không có manh bối gì Ông còn có biện pháp nào khác để tìm được người nọ hay không Độc đạo trưởng hít một hơi thật sâu rồi nói Tôi cũng không có cách nào cả Chỉ có thể nhìn chung quanh xem Có tìm ra được manh mối gì hay không Độc đạo trưởng nói vậy, trước mặt cũng chỉ có thể làm như thế. Tôi định đi xung quanh xem xét một lượt. Bởi vì người thả trùng muốn giết hai mẹ con nhà họ Phùng, cho nên Di Phùng và anh Phùng cũng đi theo chúng tôi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Sau khi nghỉ ngơi trong sân một lúc, chúng tôi xoay người và rời khỏi sân. Chúng tôi đi dạo quanh nhà một vòng để xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Nhưng sau khi được một vòng Chẳng tìm ra chỗ gì khác biệt Nên chúng tôi định đi xem chỗ khác Nhưng ngay vào lúc này Phong Thuyết Hàn lại đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất Dùng đèn pin soi xuống đất Và quan sát cẩn thận Tôi thấy lão Phong ngồi xổm xuống Thì tò mò hỏi Này lão Phong cầu xem cái gì vậy Lúc này Phong Thuyết Hàn lại xoay đầu lại Lão Đình Sư phụ Mọi người mau tới đây nhìn xem vừa nghe phong tuyết hàn lên tiếng tôi và đọc đạo trưởng đều bất giác nhíu mày chúng tôi sẽ phát hiện ra điều gì chăng chúng tôi vội vã đi qua cũng ngồi xổm xuống vừa nãy không để ý giờ ngồi xổm xuống tôi mới thấy trên mặt đất có một vài đường hoa văn quanh co khúc khuỷu giống như dấu vết mà lũ trùng bò qua để lại nhìn thấy thứ này phong tuyết hàn hỏi có phải những dấu vết này là do lũ trùng bò qua để lại hay không nếu như là đúng chẳng phải chúng ta có thể thông qua những dấu vết này để tìm ra gốc của chúng trong lòng tôi lộp bộp một tiếng đây đúng là một cách hay bằng cách này chúng tôi có thể tìm thấy kẻ bí ẩn đã thả trùng vào nhà độc đạo trưởng ngồi bên cạnh sau khi cẩn thận so sánh ông ấy cũng gật gật đầu không sai đây là dấu vết của lũ trùng để lại đi chúng ta cứ lần theo những dấu vết này để tìm nói xong chúng tôi bật đèn pin lên bắt đầu tìm kiếm dọc theo những dấu vết không rõ ràng này dì phùng và anh phùng tuy rằng đi theo chúng tôi nhưng họ lại có vẻ nơm nớp lo sợ chúng tôi đi dọc theo dấu vết đó dần dần đi ra khỏi làng anh phùng nói cho chúng tôi biết hướng của chúng tôi đi bây giờ là hướng đi tới hầm khí khí sinh học ở bên rìa làng cả ngày căng cả ngày nay nghe nhắc tới hầm khí sinh học khiến tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện toàn bộ số chó đã chết trong làng đều bị ném vào trong hầm khí sinh học để làm chất dinh dưỡng những dấu vết giò lũ trùng bỏ qua để lại hiện giờ cho bây giờ chúng đó đã tới hầm khí sinh học bây giờ tôi mới ngẫm lại có phải lũ trùng này được nuôi dưỡng thông qua xác chết của lũ chó hay không đây? Trong lòng của tôi nghĩ như vậy nhưng không có nói ra, chỉ tiếp tục đi dọc theo dấu vết phía trước để tìm kiếm. Bởi vì hầm khí sinh học cũng không có xa nên đi chẳng qua bao lâu, chúng tôi đã đi tới bên ngoài hầm khí sinh học. Tuy nhiên vừa đến nơi này, chúng tôi đã thấy bên cạnh hầm khí sinh học có một chiếc đèn dầu, bên cạnh đèn dầu còn có bóng người. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi Ai còn rảnh rỗi đi tới hầm khí sinh học này chứ Rõ ràng tôi chắc chắn đến 89 phần Cái bóng kia chính là kẻ điều khiển lỗ trùng Là hung thủ muốn làm hại cả nhà Di phùng Đồng đạo trưởng đi ở phía trước nhìn thấy cảnh này Đột nhiên giơ tay lên Ý bảo chúng tôi dừng lại Đồng thời tôi nghe thấy ông ấy nói nhỏ Tất cả ngồi xổm xuống tắt đèn pin đi, đừng nói gì cả. Chúng tôi không chút do dự, nhanh chóng tắt đèn pin đi, ngồi xồm xuống tại chỗ, lợi dụng bụi cây bên cạnh để che giấu cơ thể của mình. Thông qua ánh sáng của đèn dầu kia tỏa ra, cùng với ánh trăng, chúng tôi có thể nhìn thấy người nọ đang ngồi xếp bằng bên cạnh hầm khí sinh học. Trước mặt hắn hình như còn đặt một chiếc lưu hương và một số đồ vật khác trong lúc chúng tôi quan sát người nọ, anh Phùng đột nhiên mở miệng nói Ồ, đó, đó, đó không phải là trưởng làng hay sao? Chúng tôi chẳng có thù oán gì với trưởng làng cả. Sao, sao trưởng làng lại muốn làm hại chúng tôi? Biết người biết mặt, không biết lòng. Chờ một chút xem, trước tiên phải xác định có phải là trưởng làng hay không đã. Động đạo trưởng nói, đồng thời chăm chú quan sát người nọ. Khoảng chừng mười phút sau, trưởng làng đang ngồi khoanh chân bên hầm khí sinh học đột nhiên động đậy hai tay của ông ta bắt đầu nhanh chóng kết ấn cuối cùng ông ta bỗng quát khẽ một tiếng bọn trùng pháp thu nói xong trưởng làng chỉ vào chiếc lư hương đặt trước mặt của mình chỉ trong nháy mắt trong chiếc lư hương xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh lục Lúc này ngọn đèn dầu bên cạnh cũng phát ra tiếng ngọn lửa cháy. Ngay cả ngọn lửa lúc này cũng đổi màu, biến thành một màu xanh lục quỷ dị. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của tất cả chúng tôi đều thay đổi. Độc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Không sai được, người này chính là hung thủ. Hơn nữa ông ta còn là yêu đạo miêu cổ. Tuy rằng không biết vì sao người này phải làm hại hai mẹ con dì Phùng và anh Phùng, nhưng nếu độc đạo trường đã xác định đối phương là yêu đạo, vậy thì không cần phải nói gì nữa, cứ trực tiếp ra tay thôi. Nghe độc đạo trường nói xong, tôi cũng không dám nói gì thêm, trực tiếp rút thành kiếm gỗ đào từ trong bao kiếm ra. Phòng tuyết hàn cũng làm như vậy. Di Phùng và anh Phùng đứng bên cạnh, thấy hai người chúng tôi đột nhiên rút kiếm gỗ đào ra, lại nghe được lời nói vừa rồi của độc đạo trường. Lúc này sắc mặt của họ rất kinh ngạc. Đồng thời tôi nghe thấy anh Phùng nói: "Đạo, đạo ki, kiếm gỗ đạo, các các người, các các người không chỉ là thầy thuốc mà mà còn là đạo sĩ." Nghe thấy anh Phùng hỏi, khóe miệng của tôi hơi còng lên, lộ ra một nụ cười mỉm. "Đúng vậy, chúng tôi còn là đạo sĩ." Tôi vừa dứt lời, Phong Thế Hàn liền nói tiếp: Nói thật cho các người biết đây, Dì Phùng không chỉ đơn giản là bị đầu độc đâu, mà là bị yêu nhân hạ miêu cổ. Mà yêu nhân kia chính là trưởng làng mà các người vừa nhắc tới đây. Nói xong, chúng tôi nhìn về phía ông lão nhỏ bé đang thi triển thuật pháp cách đó không xa. Dì Phùng và anh Phùng đều ngây người, không hỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, họ không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, độc đạo trưởng lên tiếng, Hai người cứ đứng ở đây, đừng đi chỗ đó. Tiểu Phong, Tiểu Phong, chúng ta đi. Nói xong, Độc đạo trưởng nhảy ra khỏi bụi cây trước, lập tức đi thẳng về phía yêu đạo miêu cổ kia. Đương nhiên, tôi và Phong Tết Hàn cũng nhanh chóng đuổi theo. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một yêu đạo miêu cổ. Thần kinh khá là căng thẳng, nên tôi cũng cẩn thận quan sát đối phương trước kia tôi có nghe nói thủ đoạn mạnh nhất của loại người này chính là lũ trùng nếu bạn không có để ý hắn chỉ cần ném ra một con trùng ra ngoài là đủ ăn tươi nuốt sống bạn hoặc đầu độc bạn ngay tại chỗ độc đạo trưởng đi về phía trước vài bước ông ấy gầm nhẹ một tiếng yêu đạo miêu cổ mày tới ngày chết rồi nói xong độc đạo trưởng tung người lên với tốc độ cực nhanh cùng với lúc đó Lão già nhỏ bé kia cũng nghe thấy tiếng của độc đạo trường. Ông ta quay đầu lại nhìn theo bản năng. Quả anh chăng, ông ta phát hiện. Cả ba người chúng tôi đang tiến thẳng đến chỗ của ông ta. Mà trong tay tôi và phong tết hàn còn cầm kiếm gỗ đào, nên ông ta rất sừng sốt. Bởi vì kiếm gỗ đào chính là biểu tượng nổi bật nhất của người trừ tà chúng tôi. Yêu nhân kia thấy chúng tôi là người trong nghề hơi hơi nhíu mày ngay sau đó đôi tay của ông ta nhanh chóng kết ấn chiếc lư hương và ngọn đèn dầu vốn đang tỏa ra ngọn lửa xanh này đã trở lại bình thường mà ngay lúc này yêu nhân kia cũng chậm rãi đứng lên hiện tại ba người chúng tôi đã tới trước mặt của đối phương đứng cách ông ta khoảng 10 mét đối phương thấy chúng tôi dừng lại chậm rãi mở miệng hỏi chúng mày là ai độc đạo trưởng dẫn đầu tôi sắc mặt ông ấy trầm xuống. Người trừ ta. Yêu nhân kia sau khi nghe độc đạo trưởng nói, bỗng nhiên phát ra tiếng cười gian xảo. <laughs> Thật đúng là người trừ ta rồi. Bảo sao cái lũ trùng của tao không ngăn được cái gì cả. Hóa ra là do chúng mày Chĩa mũi vào sao. Chúng mày rảnh quá còn dám vác xác đến địa bàn của tao hả? Chuyện của hai mẹ con nhà họ Phùng Bọn tao nhất định phải quan tâm." Độc đạo trưởng nói. "Mẹ con nhà kia không có tiền, không quyền, cứ cho là chúng mày giúp nó thì đã sao, cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả đâu. Không thì chúng mày cứ nhắm mắt làm ngơ đi, vừa vặn chúng ta có thể kết bạn với nhau, có được không?" Yêu đạo kia nở nụ cười như không cười, trong giờ phút này, thế mà ông ta lại nói những lời như vậy, lại còn muốn hòa giải với chúng tôi. Từ ý tứ trong lời nói của ông ta, ông ta và hai mẹ con dì Phùng vốn không có thù hận sâu đậm gì, chỉ là giết người tùy ý mà thôi. Còn về việc ông ta giết chết bọn họ để làm gì, thì tạm thời tôi chưa rõ. Nhưng nhìn dáng vẻ này, ngoài việc luyện yêu thuật, có thể người này còn nuôi dưỡng những con trùng này. Là những người trừ tà chính thống, đương nhiên chúng tôi sẽ không đồng ý với ông ta. Còn tên điên này cũng cần phải bị trừng trị. Sắc mặt của độc đạo trưởng trở lên lạnh lùng hơn. Làm bạn với mày, chẳng phải là hạ thấp giá trị con người của bần đạo hay sao? Yêu nhân kia vừa nghe độc đạo trưởng nói như thế, không nể mặt ai nữa, sắc mặt của ông ta trở nên âm mô. Ông ta lộ ra vẻ tức giận. <laughs> Đúng là thứ không biết điều, liệu hôn mà cút mau. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, còn không thì... Nếu không thì sao? Độc đạo trưởng căn bản không sợ, trực tiếp hỏi ngược lại. <laughs> Nếu không, tao sẽ cho chúng mày trở thành thức ăn cho lũ trùng kia. Sắc mặt của trường làng trở nên cứng đờ, đôi thầy nhanh chóng kết ấn. Thấy đối phương kết ấn, chúng tôi liền trở nên cảnh giác hơn. Nhưng trước khi chúng tôi kịp có động tác kế tiếp, yêu nhân kia lại khẽ quát một tiếng. Sắc vừa nói lời này chiếc lư hương đặt trước mặt ông ta phát ra tiếng bùng một ngọn lửa xanh bay thẳng ra ngoài theo sự xuất hiện của ngọn lửa một mùi thơm kỳ lạ tản ra trong không khí chúng tôi không biết đối phương muốn sử dụng thủ đoạn gì cho nên có chút không rõ ràng mà độc đạo trưởng lại nhỏ giọng nhắc nhở cẩn thận đừng để tên điên này lén thả trùng vào người kết quả độc đạo trưởng vừa nói xong một tiếng gầm gừ trầm đục đột nhiên phát ra Từ hầm khí sinh học Ở bên cạnh tên yêu nhân Âm thanh cực kỳ trầm thấp Nhưng lại vang ra rất xa Cùng với âm thanh này Một mùi hôi thối bốc ra xung quanh Bắt đầu rung lên Âm thanh này vừa xuất hiện Tim của tôi đã đập nhanh hơn Tôi chỉ cảm thấy có một linh cảm không lành Phòng tuyết hàn càng ngạc nhiên hơn nói Đó, đó trong, trong đó có cái gì thế khi phòng tết hàn vừa dứt lời chúng tôi lập tức nhìn thấy những con trùng màu đỏ đang bò ra từ trong hầm khí sinh học ban đầu có rất ít nhưng chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều trùng bò ra ngoài sau khi lũ trùng xuất hiện được một lúc tất cả chúng tôi đều bò lên trên người yêu nhân kia chỉ trong chốc lát cả người ông ta đã bị lũ trùng bao phủ từ đầu đến chân chỉ để lộ ra đôi mắt và hai lỗ mũi nhìn những con trùng màu đỏ đó không ngừng vặn vẹo ở trên cơ thể của ông ta chúng bỏ thành một lớp màu đỏ rậm rạp dày chúng tôi không khỏi dùng mình một cái đồng thời tôi cũng cảm thấy da đầu mình tê dần mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên này cái trường hợp này không phải là quá đáng sợ và kỳ lạ rồi sao người này còn muốn làm cái gì nữa vì sao phải gọi tất cả lũ trùng bò lên cơ thể của mình như thế này mà yêu nhân kia lại đang cười, tạo ra tiếng cười ha hà, dường như ông ta còn rất mãn nguyện. Ngay cả người từng trải qua sóng to gió lớn như độc đạo trường, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng mất hồn, tạm thời không nhúc nhích nổi. Vốn tưởng rằng chuyện này đủ kinh khủng rồi, nhưng chúng tôi không biết nó chẳng đáng kể chút nào. sau khi một đám trùng lớn xuất hiện và bò trên cơ thể của tên yêu đạo kia đột nhiên một con trùng màu đỏ to bằng một cái chậu rửa mặt bất ngờ ngoi đầu ra khỏi miệng của hầm khí sinh học trên đầu con trùng có hai cái xúc tu màu đỏ lúc này không ngừng vặn vẹo trên đỉnh kỳ thật chính là đôi mắt của con trùng kia 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 là gì Bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế này, làm cho tôi không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. Độc đạo trưởng và Phong Thuyết Hàn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng lột bột một tiếng, nhịn không được mà nuốt một cụm nước miếng. Này, con này hình như không cũng là trùng, nhưng, nhưng cái con trùng này nó lạ lắm. Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang hoài nghi, con trùng khổng lồ kia đã bắt đầu chậm rãi bò ra khỏi hầm khí sinh học. Con trùng này thật sự rất lớn Toàn thân to như cái chậu rửa mặt Nhìn giống giỏi Nhưng lại có màu đỏ sẫm Khi nó dần dần bỏ ra ngoài Chúng tôi phát hiện ra con trùng dài Gần một mét rưỡi Còn tiếng gầm trầm thấp Kia chính là phát ra từ miệng Của con trùng khổng lồ này Thế giới rộng lớn Việc lạ gì cũng có Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Một con trùng to như thế này hơn nữa nhìn con trùng này chỉ khiến cho tôi cảm thấy cả người khó chịu và hoảng sợ mà thôi. Cả ba chúng tôi sững sờ trong giây lát, nhưng thầy điều nhân kia bị trùng màu đỏ bao phủ cả người kia lại phát ra tiếng cười khanh khách. Ông ta đi tới trước mặt con trùng khổng lồ, vươn tay ra vuốt ve đầu đó, đồng thời ông ta còn nói lời quỷ dị. Chúng mày là những người sống đầu tiên, được nhìn thấy trùng mẫu, nhưng cũng rất nhanh thôi chúng mày sẽ trở thành một phần của nó <laughs> mấy người chúng tôi còn đang kinh ngạc thì yêu nhân kia lại mở miệng nói ông ta muốn chúng tôi trở thành một phần của con trùng kia chúng tôi lập tức bừng tỉnh hơn nữa tôi còn cảm thấy rất khó chịu cái tên yêu nhân nuôi trùng này bọn tao đã tìm tới tận cửa của nhà mày còn dám kiêu ngạo như thế sao có vẻ như không giúp ông ta mở mang tầm mắt thì ông ta không biết chúng tôi lợi hại đến đâu yêu nhân ngày chết của mày tới rồi mày còn dám ăn nói ngông cuồng như thế tôi quát lên đồng thời chỉ thẳng kiếm gỗ đào vào mặt ông ta yêu nhân kia lại quay đầu sang lạnh lùng nhìn tôi muốn chết nói xong ông ta đột nhiên vùng tay chỉ trong nháy mắt mấy con trùng từ trong tay của ông ta bay về phía tôi Tôi nào dám bất cần, nhanh chóng né tránh, mấy con trùng kia bay sượt qua người tôi. Tôi vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ thoát khỏi sự tấn công của lũ trùng. Ai ngờ, ngày lúc lũ trùng bay song song với mặt tôi, chúng đột nhiên phun ra một thứ chất lỏng màu xanh. Mặc dù chất lỏng này không nhiều lắm, nhưng nhất định có hại. Sắc mặt của tôi hoài nghi, lại né tránh thêm lần nữa. Trước đó tôi không ngờ được đối phương lại có thủ đoạn này Thành ra tôi không tránh được thứ chất lỏng kia Khi tôi tưởng mình sắp không xong rồi Độc đạo trưởng lại vung tay lên Mở ra cây dù vẫn mang theo người Loàng soảng một tiếng Trực tiếp ngăn chặn thứ chất lỏng kia Mà chất lỏng kia vừa mới tiếp xúc với cây dù Đã phạt ra tiếng ăn mòn xèo xèo Một màn khói đen tỏa ra Cây dù che mưa bị ăn mòn Tạo ra một vài lỗ nhỏ Nhìn thấy cảnh tượng này Trong lòng của tôi khiếp sợ Đúng thật là nguy hiểm Độc đạo trường trầm mặt Chất lòng này có độc Cẩn thận một chút đi Yêu đạo kia thấy tôi chật vật Mãi mới tránh khỏi nguy hiểm Ông ta không khỏi cười lạnh Chỉ vừa mới bắt đầu thôi Mày đã không tránh nổi hay sao Lần sau ta sẽ khiến cho mày Càng dễ chịu hơn <laughs> Nói xong Yêu đạo kia nhìn thẳng về phía Con trùng khẩu lồ Trùng mẫu Lũ sâu bò này đều là của mày Ăn chúng nó đi Đồng thời yêu đạo kia lại sờ sờ vào đầu Của con trùng khổng lồ Trong giây lát Con trùng khổng lồ kia được như tiêm thêm máu gà Nó trở nên cực kỳ phấn khích Nó rũ con mắt trên súp tô Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ Nó ngẩng đầu lên Và bắt đầu phun nước miếng vào ba chúng tôi Đồng chất lòng kia liên tục bắn ra tùng tóe vèo vèo tốc độ bắn cực nhanh, liều lượng cũng khá nhiều. Đồng tử của ba người chúng tôi đều đột nhiên co rụt lại, không dám lơ là. Cả ba chúng tôi đều đồng loạt lấy ra dù che mưa, đang treo ở bên cạnh không, rồi bắt đầu né tránh. Cùng lúc đó, yêu nhân kia thỉnh thoảng lại vứt mấy con trùng ra, tấn công chúng tôi từ bên cạnh. Âm thanh chi chi vang lên không ngừng, chất lòng có tính ăn mòn kia bắn ra khắp nơi một khi tiếp xúc sẽ bị ăn mòn. Lá của những cây xanh xung quanh khi tiếp xúc với loại chất lỏng này đã lập tức trở nên cháy đen khô héo. Có thể thấy được thứ này có độc tính rất mạnh, có thể so sánh với axit. Sau khi chúng tôi né tránh được một lát, độc đạo trưởng nói Cứ trôn mãi như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Hai người tránh phải cho tôi xem bần đạo có chém chết con trùng gớm ghiếp kia không. Tôi mở miệng nói, được. Yên tâm đi sư phụ. Phong Thuyết Hàn cũng đáp lại một tiếng. Ngày sau đó, cả người độc đạo trưởng dung truyền, đào khí di chuyển với tốc độ tối đa. Trong tích tắc, dường như cơ thể của độc đạo trưởng đã nhanh hơn gấp đôi. Những động tác nhanh nhẹn thế kia nhìn không giống như là một người đã 50 tuổi chút nào. Một tay của độc đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm dù che mưa, sông bên trái đánh bên phải từng bước kéo gần khoảng cách với con trùng khổng lồ kia mà con trùng kia cũng tấn công khẩn trương hơn nọc độc có tính ăn mòn của nó không ngừng được phun ra ngoài dù che mưa trong tay của độc đạo trưởng đã xuất hiện vài lỗ thủng lớn thậm chí đến cả quần áo của độc đạo trưởng cũng đã bị ăn mòn một góc nếu động tác của ông ấy không đủ nhanh nhẹn chỉ cần hơi lơ là mà chạm vào loại lọc độc này tôi thật không dám tưởng tượng ra hậu quả như thế nào chưa dừng lại ở đó, ngoại trừ con trùng khổng lồ đã không ngừng phun lọc độc, chúng tôi còn phải đề phòng tên yêu nhân đang đứng bên cạnh vứt trùng ra. Trừ những con trùng năng bò trên người tên yêu đạo kia, càng tới gần trùng mẫu, lỗ trùng nhỏ xung quanh nó càng nhiều hơn. Trải qua một trận giao chiến, chúng tôi phát hiện ra một điều. Không phải con trùng nào cũng có khả năng phun ra loại nọc độc, độc có tính ăn mòn, chỉ có loại màu đỏ sậm trên người có vết chọc đỏ tươi mới có khả năng phun ra nọc độc. Loại trùng này có số lượng không nhiều nhưng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên càng tới gần tên yêu nhân và trùng mẫu, rõ ràng là số lượng của loại trùng này càng ngày nhiều hơn. Tốc độ của độc đạo trưởng rất nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Dưới sự bảo hộ của tôi và Phong Tuyết Thàn, lúc này ông ấy đã đột phá vòng vây, đứng cách trùng mẫu 3 mét. Độc đạo trưởng né tránh một lần tấn công nữa, sau đó ông ấy đột nhiên nhảy lên Kiếm cô đào trong tay nhanh chóng đầm xuống Đi chết đi Với đạo hạnh của độc đạo trưởng Nếu nhặt kiếm này thật sự đâm trúng cơ thể của con trùng mẫu Thì nó nhất định sẽ phải chết Trong lúc độc đạo trưởng nhảy lên không trung Chỉ trong nháy mắt đã xảy ra một chuyện Khiến cho chúng tôi không thể lường trước được Con trùng mẫu kia bỗng mở miệng Phong má phụt một tiếng Thế mà nó phun ra một lớp màng màu trắng Lớp màng này giống hệt mặn nhiệt, Lớp màng vừa xuất hiện Không đợi cho độc đạo trưởng kịp lao tới giết nó Lớp màng kia đã chụp lên người của độc đạo trưởng Hơn nữa, lớp màng trắng kia hình như có khả năng co lại Vừa mới chạm vào độc đạo trưởng Nó đã nhanh chóng khép lại với nhau Tay, chân, cơ thể của độc đạo trưởng đã bị khống chế Trong giấy mắt, cơ thể của ông ấy đã bị mất thăng bằng Loàng xoảng một tiếng Ông ấy lập tức bị ngã trên mặt đất Độc tiền bối Sư phụ Tôi và Phong Thuyết Hàn cũng kinh hãi Thật không ngờ Trong miệng của con trùng mẫu này Còn có thể phun ra mạng nhẹ Quả là quỷ dị Nhưng yêu nhân kia Hình như đã dự đoán được chuyện này xảy ra Nên lúc này ông ta đã cất tiếng cười to Để chế nhạo chúng tôi Ha 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 đấu với tao Muốn chết hả Nói xong Tiêu nhân nhấc cánh tay lên Hình như ông ta định ném ra mấy con trường độc nữa Hiển nhiên là ông ta muốn nhân cơ hội này Để giết chết độc đạo trường Tôi và Phong Tuyết Hàn thấy vậy Đều sợ Cả người đều thấy sợ hãi Phong Tuyết Hàn kinh hãi kêu lên Sư phụ Tôi nhớ mày càng chặt hơn Cả gương mặt của tôi Chìm vào trong sự sợ hãi Tôi muốn vội vàng chạy tới để giúp đỡ ông ấy. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Hiển nhiên là tôi chạy không kịp. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn con trùng kia không ngừng bò tới gần độc đạo trường. Xong rồi. Độc đạo trưởng đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Trái tim tôi đã lạnh đi một nửa. Lúc này tôi không thể nghĩ ra cách nào để cứu độc đạo trường thoát khỏi nguy hiểm. Một khi con trùng kia phun chất độc lên người độc đạo trường, độc đạo trưởng bị dính phải loại chất lỏng màu xanh lục có tính ăn mòn thì ông ấy sẽ bị trúng độc mà trúng độc ở chỗ này thì đồng nghĩa với cái chết chúng tôi đều vô cùng sợ hãi sợ hãi chuyện ngoài ý muốn chết xảy ra nhưng mà lúc ấy chúng tôi lại quá xem nhẹ bản lãnh của độc đạo trường. độc đạo trưởng học trường đào được trường học đào tạo từ nhỏ ông ấy từng vào nam gia bắc tới đồng bắc gặp ngũ tiên qua nam dương chống pháp hàn ông có thể sống đến độ tuổi này ngoại trừ luôn luôn cẩn thận không có năng lực của bản thân thì làm sao mà sống nổi ngày trước khi con trùng kia kịp bò đến bên người của độc đạo trưởng độc đạo trưởng bỗng quát lên cấp cấp như luật lệnh khai giọng nói vang vọng trong chốc lát tôi chỉ cảm thấy một đường Trí dương đạo khí mạnh mẽ xuất hiện sức mạnh này còn cao hơn cả tu vi chúng tôi từng thấy một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa ra tứ phía thổi bay mấy con trùng sang một bên ngay sau đó tôi kịp nghe một tiếng phanh tấm mạng nhận màu trắng đang chụp trên người độc đạo trường đã bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt độc đạo trường lộn người lại trực tiếp đứng dậy sau khi độc đạo trường đứng dậy khí thế ngập trời sắc mặt không thay đổi ông ấy đắm chặt kiếm gỗ đạo lạnh lùng nhìn vào yêu nhân lời nói của ông ấy càng hung dữ hơn cái mạng này của bần đạo không phải là thứ mà tên yêu nhân như mày có thể lấy được đâu đột nhiên độc đạo trưởng bùng nổ đừng nói đến yêu đạo kia lúc này ngay cả tôi và phong tết hàn nhìn thấy cũng đều phải mở to hai mắt thật sự là không có nghĩ tới độc đạo trưởng lại mạnh mẽ đến như vậy Rõ ràng ông ấy đang bị cột chặt, lại có thể dùng tay xé rách mạng nhện, lợi dụng tu vi của bản thân trực tiếp tiêu diệt con trùng đang bay tới. Không thể nghi ngờ gì nữa, phần công lực này, phần thực lực này so với chúng tôi thì cao hơn không chỉ là vài bậc. Hiện tại tôi và Lão Phong đều ở cảnh giới đạo sĩ, tương ứng với chức danh đạo môn ở phía trên chúng tôi còn có cảnh giới đạo sư, đạo quân, càng cao hơn là đạo vương và đạo tông nhưng để đạt được loại cảnh giới như thế này e rằng chỉ có những nhân vật đứng đầu trong tông môn hoặc là những bậc đại lão bậc tiền bối trong buôn phái mà căn cứ vào đạo khí đã tạo ra chấn động vừa rồi độc đạo trưởng từ đó tôi có thể phán đoán rằng phần công lực này của độc đạo trưởng ít nhất cũng ở cấp bậc đạo quân trước kia sư phụ đã từng nói qua với tôi Hiện tại đạo môn đang xuống dốc Đừng nói là tu vi đạt tới trình độ đạo quân Chỉ tính người trừ tà đạt tới cảnh giới đạo sư Cũng chỉ có vài người mà thôi Không nhiều lắm Nói chỉ đến cấp bậc đạo quân thì càng ít hơn Nhưng người trừ tà có tu vi loại này Phần lớn đều ở trong sơn môn chính thống Nổi tiếng như là Mao Sơn Thanh Thành, Toàn chân Tôi cũng không có biết nhiều về những điều này Nhưng riêng độc đạo trường đột nhiên ông ấy thi triển ra năng lực của đạo quân quả thật khiến cho tôi vừa mừng vừa sợ bởi vì từ trước tới giờ tôi không phát hiện ra độc đạo trưởng lại có tu vi như vậy hơn nữa lúc đối phó với quỷ nước độc đạo trưởng cũng không có thi triển ra năng lực như thế này hiện tại đột nhiên thi triển ra đạo hạnh như thế làm sao không khiến cho người khác kinh ngạc cho được đối diện chúng tôi là yêu nhân miêu cổ ông ta cũng không giấu nổi sự bất ngờ trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ ông ta và chồng mẫu nhanh chóng lui về sau mấy bước kéo ra khoảng cách với chúng tôi mày 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 vậy mà có đạo hạnh như vậy hiển nhiên đối phương cũng nhìn ra điểm lợi hại của độc đạo trường trong lúc nhất thời mắt chữ a miệng chữ o <laughs> bần đạo không xuất ra bản lãnh thật thì mày tưởng bần đạo là bằng bùn hay sao nói xong sắc mặt của độc đạo trường trầm xuống trong tay cầm kiếm gỗ đào không nói một tiếng đã rút kiếm sông lên yêu nhân kia thấy độc đạo trưởng lại sông lên lần nữa cũng cảm thấy hoảng sợ ông ta vội vã hướng về phía trùng mẫu ở trước mặt nói mau mau độc chết ông ta đi độc độc chết ông ta nói xong ông ta còn không ngừng ném độc trùng về phía độc đạo trường ông ta làm như vậy tưởng rằng sẽ ngăn chặn được độc đạo trường đang tới gần mà trung mẫu đỏ rẫm kia lúc này cũng phát ra tiếng gầm nhỏ ô ô. Phòng lên hai má không ngừng phun ra nọc độc về phía độc đạo trường. Nhưng lúc này, độc đạo trường đã trở nên vô cùng lợi hại, thâm pháp càng thêm nhanh nhẹn. Hồi nữa, sau khi đạt tới cấp bậc đạo quân, thực lực đã nhanh chóng tăng lên. Tôi từng nghe sư phụ nói qua, nếu người trừ tà chúng tôi có thể tu luyện đến cấp bậc này, thì có thể dễ dàng khống chế khí ở bên trong cơ thể, chỉ cần mở ra đạo khí liền có thể tùy ý ngưng tụ thậm chí còn có thể trấn ra bên ngoài cơ thể chỉ cần nghĩ đến thế thôi liên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện tại tôi đã chính mắt nhìn thấy đúng thật là như vậy thân thể của độc đạo trưởng phát ra đạo khí tạo thành một lá chắn vô hình cho dù lúc này độc đạo trưởng không có lấy ra dù che mưa những nọc độc, độc kia cũng không thể dính vào trên cơ thể của độc đạo trường. Tốc độ của độc đạo trường quá nhanh, chỉ trong trước mắt, một mình ông ấy đã giết đến bên cạnh đối phương. Chứng kiến một màn vừa rồi đã khiến cho tôi và Phong Tuyết Hàn đều hết sức kinh ngạc. Nhìn thấy dáng vẻ của Phong Tuyết Hàn, tôi có thể đoán được cậu ấy cũng từng nhìn thấy độc đạo trưởng lợi hại đến như thế. Cuối cùng độc đạo trưởng một lần nữa giết đến trước mặt đối phương. Chỉ thấy độc đạo trưởng đột nhiên bay lên không trung Trùng đáng chết. Đi chết đi. Nhìn thấy độc đạo trưởng lại xông tới một lần nữa. Yêu nhân kia toàn thân là trùng. Và trùng mẫu đều vô cùng hoảng sợ. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 28 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.